Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Rất là mê luôn mà hôm nay mới có cơ hội coi như là tìm hiểu về nó ha. À, đây là dòng chó Doberman ha các bạn ha. Ok, mà cũng bự quá anh, em tưởng nó nhỏ nhỏ, ai ngờ bự quá. Con này nó rất là hiền, rất là thân thiện. Rất là hiền. Em đụng được không ta? Được. Ok. Cũng hơi ớn hả các bạn ha, nó bự quá. Thoải mái. Rất bự quá. Đó, con này nó rất là thân thiện, rất là ngoan. Giờ mình lùi lại để cho đại ca này ra, nhìn đại ca này cũng hơi giận giận. Tên gì anh? Biren. Biren đồ, Hàn Quốc mấy chị. Đại ca, tới đâu? Tới đây mình ra. Đó, show dán á, đẹp chưa? Đúng á. Dán này dán để mà ra trình diễn show á, bạn đứng form dán á. Kêu. 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 Giỏi. Tay. Giỏi. Năm. Trời ơi, giỏi. Ngồi. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, sáng hôm nay là được đi chơi ha. Thì hôm nay mình sẽ tham quan một cái cơ sở nuôi một cái dòng chó mà mình rất là mê luôn. Mà hôm nay mới có cơ hội coi như là tìm hiểu về nó ha. Thì giới thiệu với các bạn, đây là anh Phong, chủ trại đây, trại chó đây. Chào các bạn. Đây là dòng chó Doberman ha các bạn ha. Một cái dòng chó phải nói là rất là lanh, rất là ngầu luôn. Ok, mà cũng bự quá anh, em tưởng nó nhỏ nhỏ, ai ngờ bự quá. Ok. Ngầu chưa, hoành tráng chưa. Lê lê sơ cho các bạn coi hình ảnh ha, rồi mình sẽ nhờ anh Phong ảnh chia sẻ nhiều cái thông tin về các bạn chó này ha. Cái dòng chó này gốc nó là ở đâu anh? Nó từ xuất xứ từ Đức. Đức ha. Ừ. Người Đức nhân giống ra nó. Ủa nó là dòng chó thuần chủng hay là nhân giống? Nó là cũng thuần chủng luôn, là do ông đó cũng tên là Doberman luôn. Cũng tên là Doberman, ông nhân giống ra những con chó này thuần chủng là ông. Ông pha ra những, trong đó có mấy dòng chó lận, mấy dòng chó pha ra được cái dòng chó Doberman này. Dạ. Rồi từ đó trở về sau là cái dòng chó này phát về Việt Nam rồi nhiều cũng nhiều. Dạ. Rồi nhưng mà nó bây giờ hiện tại là về Mỹ, ông ở nước Đức nhưng xuất xứ về Mỹ, là giờ chó này hiện tại ở Mỹ, ở Nga là nhiều nhất. Mạnh nhất rồi cái này. Đúng rồi. Dạ. Đây là dòng chó gọi là dòng chó sục ha. Đúng rồi. Nó sụp cái mỏ nó dài, em thấy cái mỏ nó dài. Đó là cái dạng giống như chó săn, chó bảo vệ, chó bảo vệ chủ á. Dạ. Rất là ngầu luôn. Anh cho em coi mấy bạn đọc của anh với. Bự. Đây, vô. Vô. Đây, có chó con nữa nè. Đây thì con cái. Đây cho nó cục xương bò nó rồi. đang tuổi ngứa răng. Này cho nguyên cái xương sống ha. Rồi nha. Đây là Biren, con ở nhà. Bự lắm các bạn. Bao nhiêu ký anh? Đó, gần 50 ký. 50 ký rồi. Ok, cái này tại vì mình cũng ít biết, hôm nay mới biết. Mình cứ nghĩ là nó sẽ có màu đen không à. Hôm nay mới thấy có màu nâu. Nó có màu trắng, màu xám, màu đen, màu nâu. Wow, trắng xám, đen nâu nữa. Chưa thấy trắng xám luôn. Cái màu nào trượt chuộng nhất anh? Hiện tại là anh em ta thích cái dòng màu đen với màu nâu này nhiều. Dạ. Nhìn nó mạnh hơn, lực hơn. Ồ, bự ghê không? Cao. 50 ký. Này thuộc dạng cho lớn, cho khủng. Dạng size lớn. Dạ. Mình chăm sóc mấy bé này nó ăn nhiều không anh? Nó ăn nhiều, nó ăn mạnh khỏe lắm. Nhưng mà do bản thân mình chăm sóc nó cho nó ăn vừa đủ thôi. Dạ. Do nó ăn vừa đủ và đủ chất cho nó là được. Đừng cho nó ăn nhiều quá nó sẽ béo, nó sẽ mập. Bể phọt. Rất là ngầu. Hồi nãy mới vô thì còn hung, còn giờ bắt đầu quen rồi, đầu đầm rồi. Dạ, đầu đầm lại rồi. Nó chút nó phải đáng giống bình thường. Dạ. Này bạn chó mẹ đây. Chó mẹ Oscar. Oscar. Mặt đẹp quá. Cái mặt nó rất là, nhìn cái mặt rất là thông minh hả bạn ha. Mặt rất là thông minh. Cái mỏ nó dài này là để nó sục sạo á, nó cái khú giác. Những cái dòng chó mà mỏ dài là khú giác phát triển đúng không anh? Dạ. Phát triển rất là tốt để mà. Con này nó rất là hiền, rất là thân thiện, rất là hiền, rất là thân thiện. Em đụng được không ta? Được. Ok. Cũng hơi ớn hả bạn ha, bự quá. Thoải mái. Rất bự quá. Trời ơi. Dễ cưng. Thoải mái. Dễ cưng. Nó con này nó rất là thân thiện, rất là ngoan. Ngoan con. Đẹp quá. Oscar. Vô. Vô đây con. Vô đây. Vô chuồng đi. Yên nghiêng đó. Đẹp. Ngoan. Ngoan. Em
Tôi thích màu nâu, thấy màu nâu của nó. Không, cái màu kia cũng ngầu chứ, màu kia nó hai màu, nó đen nhưng mà cái mặt nó vẫn đỏ đỏ. Cái đó là kêu vàng đen, đen vàng. Đen vàng. Còn cái này nâu vàng. Nâu vàng, à. Mặt wow, dễ sợ luôn. Bây giờ nhìn nhờ anh Phong ảnh bắt cái bạn chó lớn này ra để mình ngắm cho nó nó muốn ra đây ha, đây. Ở đây đi anh. Ở đây cho nó cho mẹ ra luôn ha. Dạ. Giờ mình lùi lại để cho đại ca này ra, nhìn đại ca này cũng hơi giận giận. Đại ca này bự ra. Biren ra đây. Tên gì anh? Biren. Biren đó, Hàn Quốc mới chị. Biren. Biren hả? Tưởng Biren. Ồ. Ê, mày á. Bự chưa? Đại ca tới đâu? Tới đây mình hả? Dạ. Này lên chắc cỡ cũng 80 ha, cao với 80, 90. Đi lên đứng yên nè. Giỡn nè, chó mẹ giỡn nha, cái kia kìa. Đúng rồi, nó giỡn á. Đó, xô dáng á, đẹp chưa? Đúng á. Cái đuôi đó là mình xử lý hay cái đuôi tự nhiên vậy anh? À, phải xử lý nó, dạ. Xử lý đuôi á. Cái đen đứng yên nè, đây. Đó, ngầu đẹp chưa? Đó. Dán này dán để mà ra trình diễn show các bạn đứng form dán á. Đúng rồi. Cái chân của nó là sẵn sàng tư thế mà phóng tới phía trước á. Còn mấy anh này lành quá. Rồi ok. À, này ở nước miếng. Dòng buôn nó nước miếng nhiều quá. Đây đây. Cái em thấy là cái tai và cái đuôi là mình để cho về mặt thẩm mỹ nó đẹp, nó gọn gàng thì chúng ta sẽ xử lý. Đúng rồi. Thì cái này là khoảng bao nhiêu ngày tuổi là chúng ta có thể bắt đầu xử lý anh? Nó là từ 55 ngày tuổi đến khoảng 2 tháng rưỡi còn xử lý được. Dạ. Nhưng mà càng xử lý sớm thì sau này nó sẽ phát triển dựng tai nó dễ hơn. À nếu mà để trễ quá là nó không dựng, nó cụp luôn anh. Vậy mình để giống như nó lớn như vậy thì mình xử lý nó, tay nó sẽ cứng rồi không có dựng được nữa. Dạ. Mấy này anh tự xử lý luôn hay là có... Không, cái tay này thì anh kêu thợ tới xử lý, còn đuôi thì nhà tự xử lý thôi. À, tự xử lý luôn. Còn đuôi thì đơn giản hơn. Đơn giản hơn tay. Cái bài nhỏ này là con của nó luôn hả? Bài nhỏ này là con của Kiren và Oka. À. Đây là bạn cái gia đình luôn. Đây là gia đình luôn. Đây là chồng, vợ, vợ bày con. À. Đẹp. Ê, cho anh mượn cái bàn nè, cho mượn cái bàn xanh này chút. Ok. Ok đây. À, các bé nó cũng rất rồi. Là thân thiện các bạn nhưng mà nó bự kêu. Quá mình cũng hơi lớn. Kêu. Mặc dù nó rất là thân thiện hiền. Kêu. 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 Giỏi, tay. Rồi. À. 5. Trời ơi, giỏi. Ngồi. Chào. Chào. Quá. Nào xuống. Ở cả nằm. Mê con hả? Ở đây. Ngồi. 5. Ngoan chưa? 10 điểm. Chào. Hai chân. Đó. Rồi. 10 điểm luôn. Giỏi. Một lứa như vậy nó các bé nó đẻ được khoảng bao nhiêu bé anh? À, tùy theo, cô cũng tùy theo, có khi là 4 5 bé, có khi là 7 bé, có khi là 12 bé. Wow, 12 bé luôn. Ừ. Ví dụ như bầy này là được nhưng. Đàn này nó đẻ được 12 bé. 12 bé. Đúng rồi. À, chắc về nhà mới cũng mới rồi. À, nó bị ngạt á, còn lại 9 bé. À còn lại 9 bé. Mà ở đây em thấy cũng đâu đủ 9 bé. Thì cũng về nhà mới hết được mấy bạn rồi, còn mấy bạn nữa thì chuẩn bị cũng về nhà mới rồi. Dạ. Ngoan, anh này giờ đầu ngoan đầm. Ừ. Em vô đây không sao đâu. Được không anh? Được, vô. Em cũng muốn vô nãy giờ. Vô đi, mà. vô đi. Vô đóng cửa lại. Quen biết nha. Vô đi. Mình không nha. Vô đi. Ok. Rất là dễ thương luôn. Nó thấy người lạ đó, nó sủa vậy thôi chứ chút nữa là nó thân thiện, nó dễ thân. Dạ. Cái bành đi ngậm. À, ngậm cái bành đi. Anh nuôi cái dòng chó lớn này anh thấy có cái gì mà cần lưu ý không anh? Thí dụ như em nhìn là em thấy mê mà em thấy nó
cũng hơi bự, hơi lo trong cái vấn đề mà chăm sóc đồ này nọ các thứ. Không, nó cũng rất là dễ thôi. Dạ. Ăn uống cũng bình thường, chứ miễn sao cho nó ăn đủ chất là được, với lại tắm rửa cho nó là ok. Dạ. Chứ cũng không có quan trọng gì mấy. Dạ. Còn cái sự gọi là trung thành rồi gọi là phản ứng với người lạ đồ, nó đúng có rồi, gây gắt không anh? Có, con người này thì nó qua trường lớp bảo vệ rồi, nó qua trường lớp rồi, cho nên nếu mà ai mà ví dụ như cầm cây đánh anh là nó sẽ giết người đó luôn, xử người đó luôn á. Dạ. Cho nên đừng cầm cây mà múa trước mặt nó. Dạ. Đây là dòng chó mà gọi là chó nghiệp vụ ha các bạn ha. Đúng rồi, chó nghiệp vụ. Chó nghiệp vụ được huấn luyện để mà đi săn bắt nè, hoặc là gọi là cái gì ta, cho cảnh sát đồ này nọ. Đúng các rồi, thứ á. Chó bảo vệ luôn. Chó bảo vệ luôn, bảo vệ yếu nhân rồi luôn. Rồi, cho nên là kỹ năng nó rất là cảnh sát người ta xài qua cho nghiệp vụ huấn luyện qua khử xịt ke này nọ à đó. Rồi có nghĩa là khú giác. Thì đó giống như mãi mình có nói những cái dòng chó mà cái mũi nó dài á, là cái khú giác nó phát triển rất là tốt, thì người ta dùng để đánh hơi những cái ma túy đồ này nọ đó. Làm việc sân bay đồ này mà gọi là cái gì, kẻ xấu nhìn nó là ớn ăn liền thiệt. Làm không lại nó liền. Nó nhào một cái thôi là quéo. Nó bự lắm, nó đứng tới cái chân đó. Em cái dòng chó này ơi. Nó giận kìa. Cái dòng chó này nó em thấy là trong miền Nam mình ít nuôi. Ngoài miền Bắc thì em thấy có nhiều. Hình như có mình anh mình anh miền Nam ở trại anh đi, ở đây miền Nam thì chắc anh nuôi nhiều. Dạ. Còn anh em ở đây thì thấy có nuôi Rottweiler rồi Malinois. Dạ. Sở thích của anh em mỗi người mỗi khác. Dạ, mỗi người mỗi gu. Anh nuôi mấy bé này được bao nhiêu năm rồi anh? Anh nuôi dòng này được 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy. Cái cơ duyên nào mà anh mê nó à? Trong anh, tất cả các loại chó thì anh nhìn bé nó anh thấy ấn tượng chỗ nào mà anh? Trước anh đó là cũng không có ý định để nuôi, nhưng mà cái đây là cái duyên của anh là trước anh ở nước ngoài. À dạ. Người ta chỉ cho anh một con chó cỏ thôi. À dạ. Người ta chỉ cho anh một con chó cỏ rồi anh nuôi, anh cảm thấy rất là mến. Nhưng mà anh coi trên YouTube rồi đó, anh thấy cái dòng đúng của anh này thì anh quá kết, anh thương quá, anh mê quá, rồi đam mê nuôi luôn tới giờ. Dạ. Anh đam mê nuôi luôn tới giờ luôn. Mấy cặp giống này là mình cũng nhập từ nước ngoài về hay là... Nó là cha mẹ nó là nhập nước ngoài về, nhưng nó sinh sản tại Việt Nam. À. Cũng là phả nước ngoài, phải nhập thôi. Nếu vậy phả tốt rồi, sinh sản Việt Nam thì nó còn thích nghi với môi trường sống nữa. Đúng rồi. Lanh hơn nữa. Là mình cũng nuôi từ baby lên luôn anh? Đúng rồi, nuôi baby luôn. Không sao. Ê ca vô. Đây là cái dòng chó nghiệp vụ cho nên là chắc là cái việc mà huấn luyện các bé nó cũng dễ đúng không anh? Nó cũng hợp tác. Đúng rồi, có cái dòng chó này nó rất là thông minh, rất là dễ dạy. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà mình thì không có chuyên về huấn luyện. Dạ. Để những người huấn luyện người ta sẽ có trường lớp là sao dễ dạy hơn. Dạ. Chị này chỉ là mẹ rồi mà chỉ tung tăng lăn xăng y như là con gái mới lớn, nó bàn cho mình cái mình muốn té luôn các bạn. Nó chạy nó ổn cái đít vô cái mình muốn sụi luôn. Dễ cưng quá. Còn các bạn nhỏ, các bạn baby này thì em thấy khá là đầm tính luôn ha. Đúng anh rồi. Mà như là không có sủa nhoi lên. Coi vậy chứ nhốt ở trong chuồng á, thấy người lạ vô sủa dữ lắm. Dạ. Ừ, ra đây đầm tính. Không sao được rồi, thoải mái. Thoải mái ha. Nhìn cái dàn chân của nó các bạn, dàn chân rất là cao. Cho nên là vấn đề mà tốc độ thì với nó chắc là khủng khiếp. Những cái bước chạy của nó như đúng rồi. Chắc là khủng khiếp. Rồi khiểu gì? Khiều gì? Ra đây. Không có đựng con khiều hả? Đi đây ngồi. Ngồi xuống. Ngồi. Ngoan quá. Ngoan quá. Ngoan. Ngoan con. Đây. Đi đây ngồi lại. Đi đây ngồi thấy ra. Tay đâu? Tay đâu? Tay đâu? Tay đâu? Con này không bao giờ hung dữ với người ta luôn, không bao giờ có. Dạ. Nó rất là hiền. Cái đuôi xử lý cũng đẹp quá ha, hơi gọi là giống như bên kia, bên Hà Mông gọi là cọc gì rồi, cọc thỏ. Giữa các màu với nhau thì có cái cách chăm sóc có khác nhau gì không anh? Cái dòng này thì cái màu đen nó thì lông nó cũng dễ chăm sóc hơn cái màu nâu. Dạ. Màu nâu thì những người có kinh nghiệm qua nuôi nó sẽ tốt, lông nó mới bóng, mới đẹp. À, vậy nữa.
Anh có tìm hiểu nguyên nhân tại sao là vậy không anh? Tại vì cái giống màu nâu cái lông nó người không có kinh nghiệm chăm nó sẽ sơ sát lắm. À. Là bị không có đẹp được giống như người có kinh nghiệm thì chăm đâu. Dạ. Thì để mà nó, cho nó cái... cũng ăn uống cho nó ăn đủ chất rồi tốt hơn cái dòng, ví dụ như nó cũng ăn ăn như cái màu đen nó cũng ăn vậy. Dạ. Thì màu nâu nó mình vẫn cho nó ăn tốt hơn, chăm sóc dạ. nó tốt hơn. Dạ. Ừ. Nếu vậy cái giá trị hai con nó có khác biệt không nè? Thì người khác thì chắc có lẽ là sẽ khác có, biệt nhau dạ. Còn anh thì giống nhau hết. Giống nhau hết. Tùy ai thích màu gì chơi màu đó thôi. Đúng rồi. À, vậy cho dễ. Nhưng mà màu nâu của nó cũng rất là đẹp ha. Màu nâu đẹp quá. Coi bàn chân nó bự sự không? Cho anh mượn bàn chân xíu coi. Cái đang ngồi xuống này. Cái đang ngồi không? Chân, dạ. chân nó to. Chân nó to cho nên là cái trụ nó rất là vững ha. Và cái chân nó dài. Đây này, đây cha nó cái chân này. Đó, bước. Ghê không? Được không anh đụng miếng nha. Nè các bạn. Coi bàn chân nè. À, mập. Rồi chút nữa lên xe anh chở về luôn nha. Nhìn, nhìn là hú hồn luôn. Bữa nào đem về cho luôn xì coi coi thằng nào là boss giờ ta hỏi mày lần nữa thằng nào là boss. Cái dòng Bully á là nó mệnh danh là chó boss đúng không? Chó ông chủ đúng không? Các dòng chó khác gặp nó là phải rón không? Cho mày gặp này cho mày té đái mày luôn. Tính ra ông người Đức ổng hay lắm chứ ổng mấy loại chó ổng nhân giống lại ổng dạ. pha lại mới được ra cái dòng chó này. Dạ. Mà quan trọng là cái gen của nó gọi đúng là rồi. Nó di truyền qua đời sau luôn, nó không có tạp nữa. Bây giờ là ổng là người đi thu thuế mà. Dạ. Ê! Cái đây. Không. À cho nên ổng muốn nhân giống cái con này để dắt đi bảo vệ cho ổng. À. Bảo vệ cho ổng sợ người ta cướp á. Dạ. Cho nên ổng cũng làm ra được cái con này, những cái con giống này cho nên theo bảo vệ ổng luôn. Dạ. Nhìn thôi là thấy ớn ăn rồi. Mà bây chắc nó nhanh lắm làm đâu lại nó. Nó là chuyên chạy bộ mà. Dạ. Chạy bộ rất là nhanh. Cái này các bạn, cái những cái người nói chung là bảo vệ yếu nhân đồ á, cho nên là những cái kẻ xấu đâu mà muốn cái phản xạ tụi nó rất là nhanh ha, và cái khứu giác của nó cũng rất là phát triển, cho nên là có cái mối nguy hiểm gì là nó phát hiện ra rất là nhanh luôn. Và con người mình nghĩ chắc không có làm lại nó đâu. Chắc làm lại nó mới sợ hở cái là nó xong rồi, nó nhào lên cái là xong rồi. Kết thúc cuộc chơi. À, cái đen vô chuồng nha. À, cho vô chuồng đi anh, cho em nói chuyện đỡ rung chút xíu. Nãy giờ giọng em rung quá. Nói chuyện giọng rung quá. Ok, ở ngoài đó chơi đi. Ờ, ok ơi. Ok rồi, thoải mái không sao hết. Ok. Ừ. Thoải mái đi con. À, đây. Đây các bạn. Đẹp quá. À, dễ thương. Là mẹ rồi mà vẫn nhí nhảnh ha. Vậy mới đúng chứ. Vậy mới đúng chứ. À. Mời hả các bạn? Mời ha. Đi gặp con nào mời con đó chết luôn. Mẹ nó ít nguyễn à. Ít lắm, nó không phải giống như pitbull với yeah. lại chó rottweiler bạc sệ nó yeah. nó nguyễn nhiều lắm. Sạch sẽ. Thì anh thích cái nó sạch sẽ với lại lông xác nó sạch anh thích nè. Dạ yeah, đúng rồi. Em cũng thích dòng lông xác à. Đúng rồi, lông xác nó sẽ dễ chăm sạch sẽ hơn. Thì cái vấn đề chăm lông mấy bé này có cái lưu ý gì không anh? Có, dạ. Tại vì nó là phải cho nó ăn, nếu mà muốn nó lông đẹp phải cho nó ăn chăm thịt thà này, rồi nhiều khi cho thêm những cái chất dầu cá này nọ. Dạ. Uống. Một ngày anh cho mấy bé nó ăn mấy bữa anh? Chó lớn hiện tại giờ anh cho ăn ngày ăn cử à. Ngày ăn cử thôi. Ừ, cho bé thì ăn ngày hai cử. Dạ. Thì mình giảm đi cái cho nó giảm béo cho nó đi. Dạ đúng rồi. Khi nó mập nó cũng khó sinh sản với lại khó vận động nó mệt lắm. Dạ. Thương không? Liếm tai con kìa. Cái này anh cho bé nó ăn mồi sống hay là mồi nấu anh? À, các bé nhỏ thì anh nấu chín cho ăn, còn những cái con lớn thì anh cho ăn sống hết. Dạ. Sống còn hổ. Có nhiều người lo ngại cái việc ăn sống này nó sẽ làm cho con chó nó dữ hơn á, thì anh có quan niệm vậy không anh?
Theo anh thì anh nghĩ thôi, không phải như vậy. Không phải cho ăn sống mà giữ đâu. Là giữ hay không là do người nuôi thôi. Dạ. Rồi cách chăm sóc, rồi cách mình thân thiện với nó thôi. Dạ. Còn ăn sống nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa, với lại lông nó sẽ bóng bóng mượt hơn. À. Còn nó ăn vô bụng nữa mà, thịt sống đâu phải ăn được cái đầu đâu mà anh thì giữ được, đúng dạ. không? Cho nên anh là quan điểm anh cho ăn toàn bộ ăn sống đó, cho lớn. À, không có nhiều người người ta nói nó ăn đồ sống nó hửi cái mùi máu tanh, nó làm cho nó gọi là gì ta, máu chiến hơn đồ này nọ. À. Không có, anh là toàn bộ anh cho ăn sống hết. Cái hệ tiêu hóa của nó phù hợp cho cái việc đó đúng không? Đúng rồi này. Ăn chín đó, nói chung ăn chín thì nhiều người ta nói ăn chín nó tốt hơn, nhưng mà thật sự mình luộc đồ nó chín quá thì cái chất nó sẽ hết chất đi. Dạ đúng rồi. Ừ, còn cho nó ăn sống cái chất cái dinh dưỡng nó tốt hơn. Dạ. Nhưng mà nếu mình ăn sống như vậy á, mình có lo vấn đề về dung sáng đâu anh? Dung sáng thì theo bản thân anh thì hàng tháng, một tháng anh tẩy dung lần. Dạ. Cứ một tháng anh tẩy dung lần, một tháng anh tẩy dung lần cho lớn. Dạ. Còn chó con, chó nhỏ thì định kỳ nửa tháng anh xổ lần. À. Cho nên lúc nào cũng sạch sẽ. Ừ. Nhưng mà em nghĩ dung sáng thì nhiều khi chó thì nó sẽ chơi rồi nó gặm chỗ này nó liếm chỗ kia, dung sáng nó đến từ đó. Mình nuôi sạch sẽ là sao là ok rồi. Dạ. Ok. Dưới đây nó thoáng. Đây. Nó thoáng. Thường thường mình tiểu phẫu cái lỗ tai như vậy thì khoảng bao nhiêu lâu thì nó lành anh? À, từ 55 ngày thì mình phẫu thuật nó thì dưỡng tai nó khoảng 10 đến 15 ngày. 10 đến 15 ngày là lành rồi. Đúng rồi. Như mấy bạn này là được mấy ngày anh? Mấy con này là nay gần 20 ngày rồi. À. Cái này sau khi mình tiểu phẫu xong ấy là mình kẹp cái nẹp ha. Ừ, nẹp vô dựng cho đứng lên. Nó có cái nẹp. Có cái nẹp cỡ này nhưng mà ngoan quá con. Thích cái màu màu vàng này quá. Mặt lanh. Nó có cái nẹp loại này nhưng mà cái này thì trước khi mình phẫu thuật tay thì mình dựng lên cho nó lành vết thương thôi, cắt chỉ đến khi cắt chỉ xong thì mình quấn tay theo cái kiểu truyền thống mình như vậy thì nó hiệu quả hơn. À. Dễ lên hơn quấn bằng cái này. Dạ. Ừ. Cái này là mua mấy chục ngàn cái. Này mình sử dụng ống hút trà sữa chân trâu. Hoặc là cái shop này nè. Hoặc là bằng chân shop này ha. Rồi cái đó thì nó nhiều chất liệu để làm dụng cụ. Còn đây là thường xuyên anh em ta dùng cái này. Dạ. Dùng chân shop này. À nó mềm mại hơn. Nhét vô nó mềm mại hơn, nó dễ thoải mái hơn. À, cái để đâu mình coi ở đây có bạn nào chứ đây. Bạn này chưa cắt tay nè. Mình sẽ cho các bạn coi là tại sao nên cắt tay nha. Nhờ anh Phong phân tích rồi, tại sao nên cắt tay. Bạn đó ra được luôn anh? Được luôn. Ok luôn. À bạn này là còn nguyên zin luôn. Đây là chó gọi là nguyên bản, chưa có tiểu phẫu thẩm mỹ. Đó. Thì các bạn thấy là đuôi vẫn còn dài. Nó là nguyên bản, nó là giống nó là như vậy mà. Đó. Và tai thì nó sẽ không dựng lên mà nó cụp xuống vậy. Thì theo góc độ người chơi thì cái việc cắt tai này xuất phát từ khi nào anh? Cái đó thì anh cũng không có rành cái đó lắm. Nhưng mà theo cái dòng này thì đa số người ta muốn đẹp, muốn ngầu thì phải phẫu thuật tay. Dạ. Ừ. Thì em thấy cái việc mà phẫu thuật tay cho tay nó dĩnh lên, nó nhỏ lại thì nhìn cái đầu nó giống như là nó tập trung vô luôn. Thì dòng cái mặt nó sẽ sáng hơn. Sáng hơn là đẹp. Ngầu hơn. Còn này nhìn bé nó hiền hơn các bạn ha. Đó, có hai cái lỗ tai này nhìn nó hiền hơn. Đúng rồi, nó giống như chó cỏ thôi. Giống mấy bạn chó chăn cừu nhìn nó hiền, hai đôi tay nó che lại. Còn khi mà chúng ta cho nó đó, đây là cắt chỗ này đúng không anh? Này có sao không anh? Không. Này sẽ cắt chỗ này anh. Đâu anh được. Chỉ cho em đi, em chỉ nhiều khi không đúng. Tại vì nó có cái khuôn. Dạ. À, người thợ người ta làm có một cái bộ khuôn. Cái khuôn đó người ta sẽ kẹp vô trong này. Kẹp trong này thì người ta đo kích thước tới đâu, mình kia tới đâu thì người ta làm tới đó. Dạ. Ví dụ như thế này thì người ta cắt sẽ cắt một nửa như thế này, cắt một nửa xuống. Cắt ngắn lại thì cắt một nửa qua đây. Yeah. Đó, rồi bắt đầu người ta sẽ mai cái đường này, mai dài qua tới dưới đây. Yeah. Cắt dòng qua tới đây. Yeah. À, nó còn lại một khúc nhỏ như thế đó. Yeah. Bắt đầu mình mới dựng vậy. Yeah. Đó. Thì cái việc cắt tay này là trên thế giới người ta đều làm vậy luôn, chứ đâu phải là Việt Nam mình không đúng không? Đúng rồi, nước ngoài vẫn làm mà. Yeah. Tại vì dòng này là nước ngoài cũng người ta vẫn phẫu thuật tay đuôi hết. Yeah. Nhưng mà có nhiều người thích nguyên bản thì để nguyên bản. Yeah.
Thì cái lỗ tai, các bạn biết cái lỗ tai mình nó rất là ít dây thần kinh, hầu như nó không có dây thần kinh. Cho nên là cắt nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới về mặt sức khỏe, cũng như là bé nó cũng không quá đau đớn các bạn ha. Đây này đa số là phần sụn, lỗ tai mình đa số là sụn, đâm ra cắt là ok. Đuôi cũng vậy. Đuôi thì theo như về mặt lý thuyết, cái đuôi nó giống như cái thước đo, thước lái để giữ thăng bằng vậy đó. Thì khi mà mình xử lý cái đuôi á, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái vận chuyển, cái bước chạy của bé không anh? Không, thưa anh thì không có như vậy. Tại vì nó bình thường, mình phẫu thuật đuôi nó hoạt động rất là bình thường, rất là nhanh. Dạ. Nó không có vấn đề mà chậm chạp, không là ảnh hưởng gì hết. Dạ. Ờ, có bé này em thấy cái lông của nó dày hơn cái bé này. Đúng thì rồi, cái dòng này nó có nhiều một một loại nó giống nhau nhưng mà có tùy theo con, nó lông nó dài không có sát bằng những cái lông con kia. Đây cũng là một chị mẹ luôn. Chị mẹ này đẻ 9 em. 9 em à. Dễ cưng. Anh Phong có thể chia sẻ cho em với mọi người biết là tiêu chuẩn một bé Doberman mà nó gọi là nó tiêu chuẩn đẹp là nó chỗ nào, hoàn hảo là như thế nào mà người ta đánh giá dựa trên những cái tiêu chí nào? Cái đó thì cũng do nhìn theo cái góc độ là khung gọng của nó hoặc là bộ xương là khung gọng của cha nó di truyền ra như thế nào, để người ta nhìn được cái đầu thủ chân to như thế nào, người ta sẽ biết được cái con đó nó sẽ tốt, nó sẽ đẹp chuẩn. Dạ. Còn đối Doberman thì cái yếu tố nào là ví dụ như mình có thể quy nó là con chó nó bị lỗi, nó không đẹp thì lỗi là... có nghĩa rằng giống như thần kinh nó không được ổn định. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là như là nó gặp người lạ thì nó cứ hồng tấn là giống như nó giữ, nó muốn cắn người ta. Dạ. Nó là bị lỗi thần kinh. À, lỗi thần kinh. Ừ, rồi tai nhiều khi không lên thì cũng giống bình thường, hay là nó bị chân tay què này, nó là cái chó lỗi nó đi cái tướng nó. Đúng chân rồi. Nó vòng kiền, cái bộ khung của nó không tốt là không được. Ngoan quá con. Như bé này là mấy tuổi anh? Con này 4 tuổi mấy. 4 tuổi mấy rồi. Đang xuân á. Đang tuổi xuân á. Nhưng mà thấy cái vẻ nó thân thiện với chó con á anh ha. Mẹ nó là vậy đó. Nhưng mà cái đàn con nó hết muốn chơi với nó rồi. Dạ. Yeah. Cái dòng Doberman này, cái thiên chức làm mẹ của nó tốt mà. Rất tốt, nó chăm con rất tốt. Dạ. Yeah. Phối thì cũng phối tự nhiên, thả vô là đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi có con cái lại phối thì nhỏ hơn mình phải đỡ phụ, con được to quá mình phải đỡ. Dạ. Cũng đỡ, nói chung phối tự nhiên là đỡ rồi. Tụi buôn lì đâu là phối nhân tạo đâu không. Thì có nhiều con á cũng lấy tinh phối, nhưng mà anh thì phối tự nhiên hết, không có cho lấy tinh. Dạ. Yeah. Còn con là anh để cho mẹ chăm hết hay là mình phải hỗ trợ? Con nó thì lúc mà nó đẻ ra, mới lúc đầu đẻ được mấy ngày đầu, tuần lễ hoặc 10 ngày đầu thì mình phải hỗ trợ cho nó vú, hoặc là mình canh cho nó bú phụ. Với này khi mẹ đẻ ra mệt á, ngủ quên sẽ đè con, nó sẽ nguy hiểm sẽ chết. Dạ. Yeah. Mình có cho bé nó uống sữa ngoài. Anh cho bú sữa mẹ, sữa mẹ với lại con nào thì sữa tốt thì anh cho bú sữa mẹ toàn bộ. Còn khi thì anh cho bú thử sữa ngoài thêm là cái sữa của Royal Canin. Dạ. Sữa xịn luôn. Nằm cưng ha. Không mà đúng là chó bạn nó bị, nếu mà có những con mà nó thần kinh nó không có tốt á, nó bị lỗi thần kinh giống như anh Phong vừa chia sẻ, là nó hung hăng quá mức. Đúng rồi, đúng rồi. Hung hăng quá mức là nó gặp ai nó cũng cắn cũng ấy hết á, cho nên nguy hiểm. Còn những bé mà nó thần kinh nó tốt, nó ổn định rồi là nó đầm lắm. Nó mà thấy bạn gây hại cho nó hoặc là gây hại cho chủ nó là nó dứt luôn. Nó sẽ bảo vệ luôn chứ nó không có kiểu mà lồng lộn lên đồ này nọ các thứ. Tụi nó là ăn anh có cái chỗ mối trại anh lấy thịt trâu, mà thịt trâu Ấn Độ, trâu dụng á. Dạ. Anh lấy lần 50-70kg, 100kg vậy để dành cho tụi nó ăn. Dạ. Rồi ăn sống luôn, là cho con thì anh cho ăn chín. Ăn chín nhưng mà cũng không chín mấy, cũng không chín quá. Dạ. Ăn dừa thôi, luộc mình cái luộc dừa thôi. Thái tái rồi được rồi. Này. Là cái chế độ ăn của anh là anh có trộn với lại cơm hay tinh bột hay là rau rác gì không anh?
Có, nó thì tụi nó thì phải cho thêm tí bí đỏ hoặc là cho thêm tí cơm thôi, đừng có nhiều tinh bột quá ăn không tốt á. Dạ. Bí đỏ thì để cho bé nó nhuận trường ha, tốt tiêu hóa đồ này nọ. Cái dòng chó lớn này trong quá trình anh chăm sóc anh có thấy cái bé nó có hay bệnh gì không anh? À, chó lớn thì ít có bệnh lắm, có chó con, chó con nhưng mà anh nuôi thì cũng ít có thấy nó bệnh, còn chỗ khác nuôi thì anh thấy cũng bệnh nhiều. Dạ. Tại vì anh cũng may mắn được cái gì. Cái những cái bệnh mà là thường gặp nhất là gì? Do là bệnh là do từ lúc mang bầu, từ lúc con mẹ chưa sinh đó, mình phải trước khi mà ngày nó lên giống mình phải tiêm ngừa cho nó. Tiêm ngừa cho nó rồi phải sổ dung đầy đủ cho nó, cho mẹ. Rồi xong bắt đầu sinh con ra nó mới là khỏe mạnh. Dạ. Đã quá trời. Về viêm da đồ bé này, mấy bé này có hay bị không anh? À, chỗ anh thì nuôi không có. À, chỉ có nằm sàn nhiều quá cho nên nó bị mấy mục ngay đầu gối thôi. À đây nè. Chai chai. Còn viêm da thì không có. Bởi vì anh tắm rửa thường xuyên. Một tuần anh tắm mấy lần anh? Một tuần anh tắm 2 lần. À 2 lần. Xiên. Phải xiên mới được các bạn. Chăm sóc mà muốn con bé của mình nó tốt, nó đúng khỏe, rồi, nó đẹp hay cái gì là bạn phải xiên. Phải sạch sẽ, phải tắm rửa. Đúng rồi. Chứ các bạn nằm đó nhiều khi làm biến quá mà đòi hỏi nó đẹp là không được rồi. Phải xiên mới được. Còn ngoan Na, chứ. Na ở ngoài kia con. Dạ. Như mấy dòng chó này anh thấy cái tính cách mà ấn tượng nhất của anh là gì anh? Tại vì nó rất là ngoan, rất là nghe lời cho nên anh thích, anh thương tụi nó là vậy. Dạ. Nói nó rất là nghe lời. Này một năm mấy bé nó làm được hai bầy không ta? Đúng rồi, một năm nó làm hai bầy nhưng mà cũng tùy theo cái đợt. Ví dụ như nó sinh sản tốt thì một năm làm hai đứa. Dạ. Còn con này còn vậy chứ đẻ tốt, năm cứ năm nào cũng lứa, năm nào 6 tháng lứa, 6 tháng lứa. Dạ. Nhưng mà ví dụ như mình cũng theo dõi coi sức khỏe nó tốt thì mình mới cho nó mang bầu. Đúng rồi. À, yếu mình cho nó nghỉ ngơi. Và mình có khi mình cũng cho nó ngưng, không có cho nó đẻ liên tục. Thường thường ví dụ như chó mà đẹp nhất trong cái giai đoạn mà có thể sinh sản là nó khoảng từ năm thứ mấy tới năm thứ mấy anh? Nó từ nó lúc đầu cái tơ thì mình bỏ nước đầu nó là khoảng 7-8 tháng đến 9 tháng là nước đầu nó lên giống là mình không có phối. Dạ. Cho lên nước thứ hai. Đến nước đó là khoảng 15 tháng, khoảng 15-16 tháng. Dạ. Nước đó nó đẻ mới khỏe mới đẹp nhất. Dạ. Còn mấy tuổi rồi bắt đầu mình thấy nó đầu nó già mình cho nghỉ ngơi. Từ 5-6 tuổi là nó đã sức khỏe nó đã yếu rồi. Xuống rồi. Xuống rồi. Tại tuổi đời con chó nó cũng mười mấy năm thôi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Nên ví dụ như mình nuôi con cái nào tốt, mình cưng nó quá thì cứ nằm cho nó đẻ lứa. Dạ. Yeah. Lứa được có khi mình cho nó ngưng. Ghiền quá giờ sao đây các bạn. Ở đây chó con là coi như là cũng có một số bạn là có nhà mới rồi mà chưa tới ngày về thôi, đúng không ạ? Đúng rồi. Còn như ở đây còn trống mấy bé anh? Ở đây chỉ còn được 4 bé cái. Dạ. Còn đực thì anh em đặt hết rồi. À. Chờ tay nó ổn định cái là khách lấy rồi. À, cái tính cách giữa chó cái và chó đực nó có khác nhau gì không anh? Đó, anh thấy không có khác nhau gì hết nhưng mà là do cái khung rộng của con chó đực và con chó cái á. Là con chó đực nó sẽ to hơn, đầu thủ nó chân cẳng nó dạ to hơn rồi. Và những người nuôi chơi á, bảo vệ á, là người ta sẽ thích nuôi đực. Dạ. Còn những người ta nuôi mà sinh sản là nuôi cái. Dạ. Nuôi cái rồi đi kiếm chỗ nào có chó đẹp ấy, người ta rồi. Có thể người ta sẽ mua tinh. Đúng rồi. À, sẽ chủ động hơn. Nè các bạn, ví dụ như bạn thình thấy chó cái á, thì dù sao nó cũng có dáng của bà mẹ ha. Nhìn nó thon đồ này nọ chứ nó không có gọi là bành ki đồ, vai u bắp thịt đồ. Không? Này là nhìn là biết mẹ bầu rồi nè. Đó, tròn trịa, mỏng mỉm. Ở ca đi theo chú về không? Rồi ơi. Cưng hoàng ghê à. Đứng nó mê mà nãy giờ nó đứng. Anh nhỏ bé này ngoan lắm em. Ngoan lắm. Có cái này nó cũng hơi nhạy cảm chút xíu mà
em tính hỏi một bé nó để đón một bé nó về á, thì cái chi phí nó khoảng bao nhiêu anh, để cho anh em coi rồi có thể nắm được cái đại khái. Cái nó tùy theo loại, tại nó có một loại là không giấy, một loại là có giấy. Dạ. Tại vì nguồn gốc của cha mẹ có giấy xuất xứ từ phả nhập ở nước ngoài về sinh sản tại Nam, nên đó là nguồn gốc giấy tờ có sẵn. Dạ. Còn những anh em mà nuôi mà con cái mà không có giấy á, thì cho dù con đực có giấy chăng nữa cũng không có làm giấy VK được. Dạ. Thì cái giá không giấy nó từ 8 đến 12 triệu. Dạ. Còn có giấy tờ đầy đủ thì nó 18 đến 22 triệu. Dạ. Ừ. Có nghĩa là các bạn chó ở đây là có thể làm giấy hết, nhưng mà tùy nhu cầu của cái người khách đúng không? Đúng rồi, nhưng mà không phải vậy. Tại nếu như mà con cái con mẹ không có giấy, dạ, là bên hiệp hội VK người ta sẽ không làm giấy cho. À. Ừ, còn cha mẹ có giấy thì bên đó người ta sẽ đăng ký, mình đăng ký VK người ta sẽ làm cho mình giấy khai sinh cho tụi nhỏ. Nhưng mà bé này là muốn làm giấy là làm được đúng không? Cha được, mẹ nó có đúng, giấy đúng không? Đúng rồi. Tại vì cha mẹ nó là phải nhập hết mà. Dạ. Cho nên giấy tờ đầy đủ. Không, ý em nói vậy nè, ví dụ như giờ chọn bé này đi ha. Ừ. Nhưng mà bây giờ em kinh phí em không nhiều lắm. Em nói thôi khỏi lấy giấy anh ơi, em về em nuôi thương thôi. Vẫn được. Thì là cái giá nó sẽ thấp hơn chút xíu. Được. Nhưng mà ví dụ như em muốn đi ra chơi giải rồi nào, em nói anh Phong ơi làm bộ giấy đàng hoàng thì là thêm chi phí kia thôi. Đúng rồi. Bé này nó đủ điều kiện để có giấy. Nhưng mà bạn, nếu mà bạn chỉ nuôi đơn giản yêu thương thì cái chi phí bỏ ra nó sẽ thấp hơn chút xíu do không tốn chi phí làm giấy. Ừ. À, nó là vậy á. Để cho anh em dễ nắm, dễ đón chứ nhìn mê quá. Nhìn mê quá đi. Hoàng. Có bạn thì cái đuôi còn hơi dư chút xíu, có bạn thì cục luôn ha. Ừ, tại vì... có nhiều chỗ làm người ta sẽ mai lại. Bên thú y người ta làm người ta sẽ mai lại. Dạ. Còn mình làm thì khỏi mai, cứ làm thấy nó đẹp, nó chuẩn, ok. Dạ. Chờ phá lắm. Phá. Coi nào anh thả cho chạy vòng vòng đây không anh? Ở ngoài đất thì anh không có thả, anh thả ở trong này nè, thả vô cái sân chơi cho nó thôi. Dạ. Còn anh định đầu năm mới anh sẽ phát triển thêm trại cho tụi nó, làm sân rộng rãi ra hơn. Dạ. Để cho có những con giống tốt cho anh em ta chơi. Là anh là tính là đi chiên cái dòng này luôn. Đúng một rồi. Dòng thôi. Anh chơi dòng này thôi, không có nuôi dòng nào nữa. Dạ. Quá ok. Ok các bạn. Dạ. Đó là những cái bước cũng như là những cái chia sẻ nó rất là chân thành cũng như là cơ bản về cái dòng chó Doberman này mà mình được nghe anh Phong chia sẻ ha. Thì nói chung là mình thấy là mình mê lắm rồi đó. Thì anh em ai mà đam mê cái dòng chó này muốn tìm hiểu thì có thể connect với anh Phong ha. Rồi có thể là order, rồi nếu mà bạn có nhu cầu order đặt trước thì đây mình thấy có hai bầy chó con. Là bầy này thì đã có chủ mới đa số rồi, chỉ còn một số bé cái thôi. À, và có một bầy nhỏ bên trong nữa kìa. Bầy nhỏ đó thì bây giờ cũng còn được hai bé cái thôi, khách cũng chốt hết luôn rồi. À đó, khách cũng chốt hết luôn rồi. Thì thường thường mình thấy rằng vậy bạn, những cái nơi mà uy tín và chó đẹp á, thì thường thường là khi mà có bầu là mình đã đúng rồi. Đã gọi là sao ta, giới thiệu tới mọi người rồi. Ai mà thích cái bầy con của cặp cha mẹ này thì người ta có thể là order trước ha. Rồi con này tại... trước mới có bầu bụng bự là khách đã đặt cọc rồi. Dạ. Đó là giá đặt cọc nó có khác gì với lại giá kia mà Nó cũng bình thường, tùy theo thôi. Ví dụ như khách cọc 5-7 triệu gì không biết thì bao nhiêu, ví dụ 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu gì cũng được, không vấn đề gì hết. Đó bạn, là coi như là nếu mà yêu thích là người ta đã đặt cọc trước rồi, thì khi mà có sản phẩm ra là anh Phong sẽ chăm sóc rồi nuôi lớn. Thường thường mấy tháng xuất chuồng anh? Nó là 2 tháng xuất đàn. Yeah. 2 tháng xuất đàn, nhưng mà tầm mình nuôi khoảng 2 tháng rưỡi. Yeah. 2 tháng rưỡi cho chó nó cứng cáp, nó giao cho khách nó yên tâm hơn. Yên tâm hơn, bé nó khỏe mạnh rồi, nó ăn uống tốt rồi. 2 tháng rưỡi, 3 tháng vậy đó. Ví dụ như khách mà có nhờ xử lý tai rồi, đúng đuôi rồi, là mình xử lý luôn. Cái đó thì ai có yêu cầu xử lý tai thì cứ báo trước để làm sớm cho bé để nó được ổn định hơn. Dạ. Yeah. Khi mà mình xử lý cái tai này có cần phải gây mê hay gì không ta? Có gây mê cho bé. Dạ. Gây mê cho nó xong mới làm được. Không phải vậy. Nhưng mà chắc cũng tiểu phẫu cũng nhanh lẹ. Một con chắc làm khoảng 20 phút đến nửa tiếng. À, thì cũng nhanh. Thời gian cũng nhanh.
Ngoan quá. Ok các bạn, rồi đó là những cái chia sẻ về cái dòng chó Doberman mà mình rất là đam mê, được anh Phi chia sẻ luôn. Thì mọi người có yêu thích, đam mê cái này, có muốn tìm hiểu về dòng chó này thì có thể kết nối với là anh Phi. Với anh Phong. Rồi ai mà muốn số điện thoại gì comment bên dưới, mình sẽ cung cấp cho các bạn ha. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Mình sẽ tiếp tục nhờ anh Phong sẽ chia sẻ thêm về cái dòng chó này. Đó, bye bye. Bye bye mọi người.